Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay của chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Tin cuối cùng về cơn bão số 2, cảnh báo mưa lớn lũ quét nhiều nơi. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, Cô Tô, Quảng Ninh và Phù Liễn, Hải Phòng có gió giật cấp 6. Đêm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 10 giờ sáng nay có nơi trên 180mm như Hương Sơn, Hà Nội là 218mm, Phong Phú, Hòa Bình là 209,4mm, Ân Thi, Hưng Yên là 204,8mm, Tân Lạc, Hòa Bình là 201,2mm, Ba Sao, Hà Nam là 189,2mm. Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc và tan dần. Cảnh báo mưa lớn, từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay, có mưa to kèm gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo. Tại báo cáo trực ban phòng chống thiên tai sáng nay của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, để ứng phó với bão số 2 và hoàn lưu sau bão, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố có ảnh hưởng của bão đã hoàn thành các phương án ứng phó. Tàu cá, tàu du lịch, khách du lịch, người lao động trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đã sơ tán và di rời và neo đậu an toàn. Các công trình đều đã đắp đến cao trình thiết kế, đang thi công các hạng mục phụ trợ bảo đảm an toàn. Các hồ thủy điện vận hành bình thường và phát điện theo kế hoạch. Các địa phương và chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du. Theo dự báo, mưa lớn làm tăng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp tại các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các đô thị, các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Quảng Ninh. Có 114.895 người ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An. Trong đó, Cao Bằng có 3.219 người, Lạng Sơn có 8.632 người, Thái Nguyên có 279 người, Bắc Cạn có 7.552 người, Hà Giang có 315 người, Tuyên Quang có 375 người, Lai Châu có 9.580 người, Điện Biên có 13.300 người, Sơn La có 9.690 người, Hòa Bình có 16.010 người, Phú Thọ có 12.225 người, Thanh Hóa có 33.718 người. Có 2.362 điểm vị trí giao thông có nguy cơ sạt lở ngập lụt, Cao Bằng 36, Lạng Sơn 67, Quảng Ninh 131, Thái Nguyên 130, Bắc Cạn 150, Bắc Giang 39, Hà Giang 104, Tuyên Quang 327, Lào Cai 700, Yên Bái 57, Lai Châu 200, Điện Biên 170, Sơn La 72, Hòa Bình 57, Phú Thọ 23, Thanh Hóa 15, Nghệ An 84. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chỉ đạo tiếp tục triển khai một số nội dung sau: thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp khi đã đảm bảo an toàn ở các vùng biển đảo. Đối với vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và miền núi phía Bắc, cần theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn, ra soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt, triển khai phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông.
kiểm tra rà soát triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ, rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Tây Nam, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, gió mùa Tây Nam và khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo độ tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, các bộ ngành liên quan chủ động biện pháp ứng phó sau bão. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Thưa quý vị, mực nước thượng lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm. Thượng lưu các sông ở Thanh Hóa có dao động. Từ hôm nay đến ngày mai, trên các sông suối thuộc các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức báo động 1, mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các đô thị, các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội. Tây Bắc ứng phó mưa lớn, Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ sạt lở ở miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, hiện nay các tỉnh Tây Bắc xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Tại Thanh Hóa, hàng nghìn hộ dân đang phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2, từ đêm qua đến sáng nay các tỉnh Tây Bắc như Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai bắt đầu xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa bàn vùng cao và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để giảm thiểu thiệt hại, các địa phương trong khu vực đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Cụ thể, hầu khắp các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã có mưa vừa và hiện tại mưa đang mỗi lúc một to dần lên. Để chủ động phòng ngừa ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2 và hoàn lưu gây mưa sau bão, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, nhất là với lũ quét và sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm sạt lở. Ông Vàng Nỏ Ria, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, nghe thông tin cảnh báo thời tiết sắp mưa thì các thôn đã phân công đội thường trực gồm bí thư chi bộ, công an viên, thôn đội trưởng, đoàn thanh niên dùng loa tay để tuyên truyền cả sáng và tối để bà con biết không đi xa, không đi đến các khe suối, không đến các vách núi, gần cây to xảy ra sét đánh. Tại tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2, nên từ đêm qua đến sáng nay, các địa phương trong tỉnh đều có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, có nơi hơn 60mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên và Yên Châu. Các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ ở Sơn La hiện đang khẩn trương sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp, đồng thời nạo vét khơi thông cống rãnh, sửa chữa cọc tiêu, biển báo hệ thống an toàn, đảm bảo các tuyến đường luôn được thông suốt an toàn. Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La cho biết, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ đã phối hợp với các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ xây dựng các phương án đảm bảo giao thông, bố trí vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực tại chỗ phù hợp với từng tuyến đường cụ thể, đặc biệt là đối với các vị trí xung yếu thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt và các vị trí đất đá lăn, hư hỏng, cầu cống thì cũng đã yêu cầu các đơn vị bố trí biển cảnh báo để đầy đủ và sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn giao thông. Trong sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đã xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng, gây ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống và giao thông đi lại của người dân. Để ứng phó với tình hình mưa lũ, hiện nay các đơn vị chức năng và chính quyền các cấp ở Lai Châu đang chủ động các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ 1 tỉnh Lai Châu cho biết, doanh nghiệp chúng tôi được giao bảo trì và quản lý trên 260 km quốc lộ và trên 200 km đường địa phương. Hiện nay, chúng tôi đã rà soát toàn bộ tất cả các vị trí tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra sạt lở để báo cáo về sở và xin phương án khắc phục. Hiện tại chúng tôi đã chủ động trên 33 đầu xe, đầu máy và đã tiến hành rải dọc trên các vị trí. Về cơ bản vật tư, vật liệu chúng tôi chắc chắn đáp ứng đủ khi bão lũ xảy ra để đảm bảo thông thoáng cho bà con và nhân dân đi lại. Tại Thanh Hóa, liên tục những ngày gần đây, khu vực miền núi trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to và hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên khu vực miền núi Thanh Hóa có hàng nghìn hộ dân đang phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Một vết nứt to kéo dài xuất hiện dọc ngọn núi ở Bàn Lở, xã Nam Động, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã mấy năm nay. Mỗi khi trời mưa là nước dưới chân núi ùa ra, vết nứt ngày một rộng thêm như muốn đè bẹp 34 hộ dân sinh sống dưới chân núi. Chị Lương Thị Xuân, người dân Bản Lở chia sẻ, khi mưa bão là chúng tôi lại lo lắng không ngủ được, khi nước to là phải cùng con cháu, ông bà sơ tán vì nguy cơ sạt lở. Bản Lở là một trong ba điểm được tỉnh Thanh Hóa xác định có nguy cơ cao sạt lở, lên phương án di chuyển dân khẩn cấp. Năm 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa có 112 hộ dân thuộc 3 điểm là bản Ngàm, huyện Quan Sơn, bản Ón, huyện Mường Lát, bản Lở, huyện Quan Hóa có nguy cơ cao sạt lở thuộc diện phải di chuyển khẩn cấp trước mùa mưa năm nay. Thế nhưng, do địa hình phức tạp đến thời điểm này, phần lớn hộ dân chưa được di chuyển đến nơi ở mới như bản Ón, xã Tam Trung, huyện Mường Lát hay bản Ngàm, huyện Quan Sơn đối mặt nguy cơ sạt lở. Về giải pháp đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa cho biết, cái nào nguy cơ cao làm trước, chúng tôi cũng đã họp và có biện pháp phòng chống thiên tai. Chỉ đạo các xã tập trung rà soát các hộ dân thường xuyên cập nhật đánh giá nguy cơ, xuất hiện nguy cơ phải có biện pháp di dời người dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Theo rà soát, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trên 2.800 hộ dân trong vùng có nguy cơ rất cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng việc di chuyển số hộ dân này đến nơi an toàn không phải nói là làm ngay được. Trước tình hình thời tiết mưa lớn như những ngày qua và hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở, người dân cần chủ động ứng phó. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!